chớ nắm giữ nhãn xứ cho đến ý xứ, chớ nắm giữ sắc xứ cho đến pháp xứ, chớ nắm giữ nhãn giới cho đến ý giới, chớ nắm giữ sắc giới cho đến pháp giới, chớ nắm giữ nhãn thức giới cho đến ý thức giới, chớ nắm giữ nhãn xúc cho đến ý xúc. Chớ nắm giữ nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Chớ nắm giữ địa giới cho đến thức giới, chớ nắm giữ nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, chớ nắm giữ từ duyên sanh ra các pháp, chớ nắm giữ vô minh cho đến lão tử, chớ nắm giữ bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, chớ nắm giữ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chớ nắm giữ bốn nhiệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chớ nắm giữ giải thoát môn không vô tướng vô nguyện chớ nắm giữ nội không cho đến vô tính tự tính không chớ nắm giữ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ chớ nắm giữ thành đế khổ tập diệt đạo chớ nắm giữ tám giải thoát cho đến mười biến xứ chớ nắm giữ tịnh quán địa cho đến như lai địa chớ nắm giữ cực hỷ địa cho đến pháp vân địa chớ nắm giữ tất cả môn đà la ni môn tam ma địa chớ nắm giữ năm loại mắt sáu phép thần thông chớ nắm giữ mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng chớ nắm giữ ba mươi hai tướng đại sĩ tám mươi vẻ đẹp chớ nắm giữ pháp không quên mất tánh luôn luôn xả chớ nắm giữ trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chớ nắm giữ quả dự lưu cho đến quả độc giác chớ nắm giữ tất cả hạnh đại bồ tát chớ nắm giữ vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật chớ nắm giữ pháp thiện pháp ác chớ nắm giữ pháp hữu ký vô ký chớ nắm giữ pháp hữu lậu vô lậu chớ nắm giữ pháp thế gian xuất thế gian chớ nắm giữ pháp hữu vi vô vi vì sao vậy vì tất cả sự bố thí tánh bố thí đều không tất cả người thí tánh người thí đều không tất cả quả thí tánh quả thí đều không trong không ấy sự thí người thí người thọ thí và các quả thí đều chẳng thể được vì sao vậy? Vì tự tánh sai biệt của các pháp như vậy hoàn toàn không. Trong không rốt ráo ấy, các pháp như vậy đều không thể được. Do các pháp đây chẳng thể được nên nắm giữ pháp khác cũng chẳng thể được. Lại nữa, thiện hiện. Khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy, do lực phương tiện thiện xảo này nên an lập hữu tình khiến trụ tịnh giới. Sau khi an lập xong lại nói như vậy. Ngày nay, đối với các hữu tình, các ông nên hết lòng thương yêu, lìa bỏ sự giết hại sanh mạng, cho đến lìa bỏ tà kiến, tu hành, tránh kiến. Vì sao vậy? Vì các pháp như vậy đều không có tự tánh. Các ông không nên phân biệt chấp trước. Các ông phải nên như thật quan sát pháp nào gọi là sanh, sao muốn đoạn mạng sống ấy, lại dùng nhân duyên gì mà đoạn mạng sống ấy nói rộng cho đến pháp nào gọi là cảnh tà kiến sao muốn khởi tà kiến lại vì nhân duyên gì mà khởi tà kiến tất cả pháp như vậy tự tánh đều không này thiện hiện khi đại bồ tát ấy hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy hay khéo thành thục các loài hữu tình dùng vô lượng môn giảng nói bố thí và quả tịnh giới đều chẳng thể được, khiến cho họ biết tự tánh của sự bố thí và quả tịnh giới đều không. Họ đã biết tự tánh của sự tu bố thí và quả tịnh giới đều không rồi, nên ở trong ấy không sanh chấp trước. Do không chấp trước, nên tâm không tán loạn. Do tâm không tán loạn, nên có khả năng phát sanh diệu tuệ. Nhờ diệu tuệ này, mà đoạn trừ vĩnh viễn tùy miên và các triền phược rồi nhập vào cảnh giới vô dư y bát niết bàn này thiện hiện như vậy nương vào thế tục mà nói chẳng phải nương vào thắng nghĩa vì sao vậy vì trong không không có một chút pháp nào có thể nắm bắt được hoặc đã niết bàn hoặc sẽ niết bàn hoặc nay niết bàn hoặc người niết bàn hoặc do đây nên được bát niết bàn tất cả pháp như vậy đều không thật có đều rốt giáo không tánh không rốt giáo tức là niết bàn lìa niết bàn này không có pháp khác lại nữa thiện hiện khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy nhờ lực phương tiện thiện xảo này, nên thấy tâm các hữu tình nhiều sân hận, liền hết lòng thương yêu dạy bảo, điều phục tâm họ, khiến cho nhận hạnh an nhẫn, nói như vậy. Nay các ông nên tu an nhẫn, vui với pháp an nhẫn, pháp mà các ông sân, tự tánh đều không. Vì sao đối với pháp ấy lại sanh tâm sân hận? Các ông nên như thật quán sát, Do pháp nào mà ta sanh sân hận ai sân hận sân hận với ai các pháp như vậy đều là bản tánh không pháp bản tánh không chưa từng chẳng không tánh không như vậy chẳng phải phật tạo ra chẳng phải bồ tát tạo ra chẳng phải độc giác tạo ra chẳng phải thanh văn tạo ra cũng chẳng phải trời rồng các thần dược xoa kiền đạt phược a tố lạc yết lộ trà khẩn nại lạc mặc hô lạc già nhân phi nhân tạo ra cũng chẳng phải trời tứ đại vương chúng cho đến trời tha hóa tự tại tạo ra, cũng chẳng phải trời phạm chúng, cho đến trời sắc cứu cánh tạo ra, cũng chẳng phải trời không vô biên xứ cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ tạo ra. Các ông lại nên như thật quán sát sân hận như vậy, do đâu xanh thuộc về ai, ai khỏi sẽ được quả gì, hiện tại được lợi gì. Tất cả pháp này đều là bản tánh không, chẳng phải trong tánh không mà có sân hận cho nên an nhẫn để tự được lợi ích như vậy thiện hiện, hiện khi các đại Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa, thành tựu phương tiện thiện xảo tối thắng, an lập hữu tình, nơi lý tánh không, nhân quả của tánh không dần dần đem pháp vô thượng tránh đẳng bồ đà chỉ dạy, vui vẻ khuyến khích cổ vũ khiến cho an trụ sớm được chứng đắc. Này thiện hiện như vậy là nương vào thế tục mà nói chẳng phải nương vào thắng nghĩa. Vì sao vậy? Vì trong bản tánh không, tất cả năng đắc, sở đắc, đắc xứ, đắc thời đều chẳng phải có. Thiện hiện nên biết, đó gọi là lý thật tế bản tánh không. Các đại Bồ Tát vì muốn làm lợi ích cho các hữu tình, nên nương vào lý thật tế bản tánh không này mà hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng thấy có hữu tình và pháp tạo ra. Vì sao vậy? Này thiện hiện vì tất cả pháp lìa hữu tình. Vì lìa hữu tình nên pháp chẳng thể đắc, pháp và hữu tình an lập đối đãi mà có. Lại nữa thiện hiện khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy. Do lực phương tiện thiện xảo này nên thấy thân tâm của các hữu tình biếng nhác, thối mất tinh tấn, mới liền khích lệ làm cho phát khởi thân tâm tinh tấn tu các thiện pháp bằng những lời như vậy này các thiện nam các ông nên ghi nhận tin sâu trong bản tánh không không có pháp biếng nhác không có người biếng nhác không có xứ biếng nhác không có thỏi biếng nhác không do pháp đây mà phát sanh biếng nhác tất cả pháp như vậy bản tánh đều không không vượt qua lý không các ông nên phát khởi thân tâm tinh tấn xả bỏ các sự biếng nhác chuyên cần tu thiện pháp đó là là tu bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc tu bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo hoặc tu giải thoát môn không vô tướng vô nguyện hoặc trụ nội không cho đến vô tính tự tính không hoặc trụ chân như cho đến cảnh giới bất